thì hiện tại tiếp diễn the present continuous tense. Sau đây chúng ta sẽ học một số động từ ăn. Eat, eat. Uống. Drink, drink. Làm việc. Work, work. Học. Study, study. Nấu ăn. Cook, cook. Ngủ. Sleep, sleep. Xem. Watch, watch. Gọi điện. Call, call. Hát. Sing, sing. Đọc. Read, read. Một trong những điểm ngữ pháp quan trọng của tiếng Anh là cách sử dụng thì. Để nói một câu tiếng Anh đúng, ngoài việc dùng từ và cách phát âm, ta còn phải biết câu đó được sử dụng ở thì gì. Có 12 thì cơ bản tương ứng với 3 mốc thời gian, hiện tại, quá khứ và tương lai. Hiện tại ta có thì hiện tại tiếp diễn, hiện tại đơn, hiện tại hoàn thành, hiện tại hoàn thành tiếp diễn. Đối với quá khứ, ta có thì quá khứ tiếp diễn, quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành, quá khứ hoàn thành tiếp diễn. Và đối với tương lai, ta có thì tương lai tiếp diễn, tương lai đơn, tương lai hoàn thành tiếp diễn. Sau đây, chúng ta sẽ học thể xác định của thì hiện tại tiếp diễn. Cấu trúc của nó là chủ ngữ cộng với động từ to be, cộng với động từ thường, thêm ing. Subject là chủ ngữ, ví dụ I, we, you, they, he, she, it. Be là động từ to be, có 3 dạng: is, are, am. Verb là các động từ thường chỉ các hoạt động như eat, drink, work. Ăn, uống, làm việc. Sleep, study, watch. Ngủ, học, xem, vân vân. Sau đây chúng ta sẽ học nguyên tắc thêm ing sau động từ. Ta có động từ ăn. Eat. Để nói đang ăn, ta thêm ing ở phía sau, đọc là eating, eating. Uống, drink. Đang uống, drinking, drinking. Làm việc, work. Đang làm việc, working. Học, study. Đang học, studying, studying. Nấu ăn, cook. Đang nấu ăn, cooking, cooking. Ngủ, sleep. Đang ngủ, sleeping, sleeping. Xem,
Watch. Đang xem. Watching. Watching. Gọi điện. Call. Đang gọi điện. Calling. Calling. Hát. Sing. Đang hát. Singing. Singing. Đọc. Read. Đang đọc. Reading. Reading. Cách sử dụng của thì hiện tại tiếp diễn. Thì hiện tại tiếp diễn được dùng để diễn tả một hành động đang xảy ra ở thời điểm lúc ta đang nói. Sau đây là phần bài tập. Tôi đang làm việc. I am. Đang làm việc. Working. Để nói, tôi đang làm việc. Ta nói, I am working. Hoặc, I'm working. I'm working. Chúng tôi đang học. We are. Đang học. Studying. We are studying. Hoặc we're studying. We're studying. We're studying. Anh đang xem TV. You are. Đang xem TV. Watching TV. You are watching TV. Hoặc you're watching TV. You're watching TV. Cô ấy đang nấu ăn. She is. Đang nấu ăn. Cooking. She is cooking. Hoặc she's cooking. She's cooking. Họ đang ngủ. They are. Đang ngủ. Sleeping. They are sleeping. Hoặc they're sleeping. They're sleeping. Anh ấy đang gọi điện. He is. Đang gọi điện. Calling. He is calling. He's calling. He's calling. Tôi đang học. I am. Đang học. Studying. I am studying. Hoặc I'm studying. I'm studying. Chúng tôi đang uống cà phê. We are. Đang uống cà phê. Drinking coffee. We are drinking coffee. Hoặc we're drinking coffee. We're drinking coffee. Anh ấy đang đọc. He is. Đang đọc.
reading. He is reading. Hoặc he's reading. He's reading. Cô ấy đang hát. She is. Đang hát. Singing. She is singing. Hoặc she's singing. She's singing.